Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã SEO 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận về một cái phong cách lập trình hoàn toàn khác, đó là lập trình hướng đối tượng. Thì như các bạn đã để ý từ đầu tới giờ, chúng ta vẫn chỉ sử dụng phong cách lập trình cấu trúc, tức là các bạn sẽ sử dụng các cái cấu trúc dữ liệu cơ bản, structure, array, vân vân, và kết hợp với những cái hàm, thủ tục. Thì bây giờ chúng ta chuyển qua một cái hướng lập trình mà trong đó các bạn sẽ loại bỏ cái tư duy lập trình cũ kia, mà chúng ta sẽ nhìn cái chương trình của chúng ta theo một con mắt khác. Thì mục tiêu của cái phần hướng đối tượng này là gì? Đó là giúp cho các bạn hiểu được cái khái niệm về lớp là gì. Cái này là một trong những cái khái niệm quan trọng nhất của lập trình hướng đối tượng, và giúp cho các bạn hiểu được cái lợi thế khi mà các bạn sử dụng lập trình hướng đối tượng trong những cái chương trình hiện đại. Và cuối cùng là giúp cho các bạn có thể lập trình được, sử dụng những cái kỹ thuật của OOP. Thì đây là những cái cơ bản nhất mà chúng ta hướng tới. Thì tôi sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn những cái kiến thức cơ bản về hướng đối tượng. Thì như các bạn đã thấy, thì trong lập trình cấu trúc mà chúng ta nói từ đầu tới giờ, cái quan trọng nhất là chúng ta nhìn cái chương trình và chúng ta tập trung vào cái quá trình nhiều hơn. Hay nói cách khác là chúng ta đang tập trung vào những cái cách mà chương trình nó vận hành thông qua từng bước, từng bước, từng bước. Được không nào? Và với cái cách đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta phải để ý là chương trình bắt đầu như thế nào, làm những việc gì, rẽ nhánh ra sao và kết thúc như thế nào. Thì đôi khi á, cái cách đó làm cho chúng ta sẽ rất là khó quản lý và khó linh hoạt trong cái vấn đề vận hành. Đối với những chương trình nhỏ thì ok, nhưng mà khi cái hệ thống của bạn càng ngày nó càng mở rộng, càng lớn, thì cái cách tiếp cận này nó trở nên là một cái hạn chế khá lớn. Thì đó là một trong những lý do mà lập trình hướng đối tượng trở thành một cái hướng tiếp cận nó ưu việt hơn cái lập trình cấu trúc trong những cái hệ thống hiện đại. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là gì? Lúc này chúng ta phải thay đổi cái cách nhìn. Chúng ta nhìn cái chương trình chúng ta không phải là một tổ hợp của những cái cấu trúc dữ liệu và những cái hàm, đúng không? Chúng ta không nhìn chương trình chúng ta như là một chuỗi của những cái lệnh thao tác, mà chúng ta lúc này nhìn cái chương trình như là một phức hợp của những cái đối tượng, trong đó những đối tượng đã tương tác với nhau thông qua những phương thức. Được không nào? Như vậy thì cái cách này nó sẽ giúp cho các bạn tổ chức cái chương trình một cách có hệ thống hơn, một cách bài bản hơn. Hả? Thì dần dần trong cái quá trình các bạn làm việc với hướng đối tượng, các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ cần phải thay đổi cái tư duy một tí, các bạn phải nhìn sự việc nó khác đi một tí, và các bạn sẽ thấy là cái phong cách lập trình này nó hiệu quả như thế nào. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ bàn thêm một tí về những cái giới hạn của lập trình cấu trúc. Thực ra tôi nghĩ là các bạn cũng có thể nhận thấy được rồi. Tại vì khi các bạn lập trình cấu trúc á, các bạn sẽ gặp khó khăn trong cái vấn đề về bảo trì hệ thống. Hay nói cách khác là gì? Khi các bạn viết chương trình thì khi có lỗi xảy ra rất là khó để debug. Đó là một trong những cái điểm yếu. Và cái điểm yếu này dẫn đến cái chuyện là gì? Khi các bạn muốn thêm hay bớt một số tính năng gì đó, hay là sửa đổi cấu trúc dữ liệu gì đó, thì điều này nó cực kỳ đau khổ. Các bạn sẽ thấy cái vấn đề debug trên lập trình cấu trúc là một cái câu chuyện không dễ. Vấn đề thứ hai là khi các bạn phát triển cái chương trình của bạn qua những cái version khác nhau, những cái version càng ngày càng cải tiến, thì cái nhu cầu thiết yếu là các bạn sẽ phải nâng cấp cấu trúc dữ liệu, cải tiến cấu trúc dữ liệu, vân vân, rồi các bạn phải nâng cấp giả thuật, cải tiến giả thuật. Nhưng mà như vậy có nghĩa là gì? Các bạn sẽ thấy là nếu như trong cái phần lập trình cấu trúc các bạn có những cái cấu trúc dữ liệu và những cái hàm nó liên đới với nhau, như vậy thì bạn sửa một chỗ này có nghĩa là bạn phải sửa gần như tất cả mọi chỗ khác trong cái chương trình. Thậm chí ngay cả khi bạn đã chia nó thành những cái module thì những cái module này cũng có thể ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp tới những cái module khác, dẫn đến là cái quá trình mà thay đổi và mở rộng của cái hệ thống của bạn là cực kỳ khó khăn.
Và như tôi nói là nó rất là dễ bị hư. Hư ở đây có nghĩa là gì? Trong cái quá trình sửa đổi của các bạn, có thể vô tình các bạn tạo ra một cái bug nào đó trong quá trình mà bạn nâng cấp hệ thống, các bạn mở rộng chương trình ha. Đây là những cái vấn đề cơ bản của lập trình cấu trúc. Như vậy thì bây giờ chúng ta chuyển qua lập trình hướng đối tượng. Thì cái từ class này có nghĩa là lớp, nhưng mà dịch như vậy thì nó không có hay cho lắm. Các bạn hiểu một cách đơn giản nó là đại diện cho một nhóm những cái thực thể đối tượng có cùng một cái thuộc tính chung nào đó ha. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta bàn về cái định nghĩa của class trước đi ha. Thì class là gì? Đơn giản thôi, nó là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. Như vậy thì các bạn đã học qua cái kiểu dữ liệu của người dùng định nghĩa trước đó là struct rồi. Vậy thì class có gì đặc biệt? Đó giờ khi các bạn lập trình cấu trúc, các bạn chỉ thấy là ok, tôi định nghĩa struct có dữ liệu là ok rồi, tôi kết hợp những cái thành phần dữ liệu khác nhau có chung một cái mối liên hệ nào đó để tôi định nghĩa cái cấu trúc đó là ok. Nhưng mà đến đây thì khi các bạn nhìn cái class thì các bạn sẽ thấy là lúc này cái class này nó có không chỉ dữ liệu mà nó còn có những cái hàm nữa. Và thường thì chúng ta hay gọi nó là phương thức, method nhiều hơn ha. Trong hầu hết những cái hệ thống, những cái textbook mà các bạn đọc á, thì chúng ta sẽ dùng cái terminology là method, chứ chúng ta không gọi là hàm, để phân biệt là cái hàm bình thường ở ngoài và cái hàm bên trong class ha. Thì thường là khi các bạn đụng tới hàm bên trong class, các bạn sẽ gọi nó là method. Chú ý cái đó ha. Như vậy thì có một điều quan trọng ở đây là lớp nó tương tự như structure, tương tự nhưng mà nó chứa hàm, được không nào? Đây chỉ là cái khái niệm cơ bản ban đầu thôi để cho các bạn hình dung, nhưng mà đến dần dần qua những cái phần sau, khi mà tôi giới thiệu cho các bạn càng ngày càng nhiều thứ, thì các bạn sẽ thấy là gì? Sẽ đến một lúc mà các bạn sẽ thấy không có ranh giới giữa class và struct nữa. Đặc biệt đối với ngôn ngữ mà các bạn đang dùng để demo cho kỹ thuật lập trình là C cộng cộng thì không có ranh giới giữa hai cái khái niệm này. Hả? Thì lát nữa tôi sẽ cho các bạn thấy chuyện đó. Rồi, bây giờ chúng ta nói qua những cái terminology cơ bản. Thì đối với lập trình hướng đối tượng, các bạn sẽ có những cái terminology rất là cơ bản. Đầu tiên là về đối tượng. Hả? Như vậy đối tượng là gì? Đối tượng là một cái thể hiện của một cái lớp cụ thể nào đó. Nghe thì nó có vẻ hơi trừu tượng, nhưng mà để tôi dịch ra một cái kiểu bình dân hơn ha. Đối tượng là một cái thực thể của một kiểu dữ liệu, được không? Ví dụ như trước đó các bạn đã có những cái khai báo như thế này, integer a. Như vậy thì cái vấn đề ở đây là gì? A đó là gì vậy? A đó giờ bạn vẫn nghĩ nó là variable, là biến, đúng không? Biến đó là cái gì vậy? Biến là một cái tên nó gắn với một cái ô nhớ, đúng không? Như vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy là đến lập trình hướng đối tượng thì cái biến A này nè, bản thân nó là đối tượng. Như vậy cái cách chúng ta đọc như thế này: A là một đối tượng thuộc cái lớp dữ liệu là integer. Vậy thì lúc này integer là class, được không? Như vậy nó không có gì đặc biệt hết. Các bạn hiểu đối tượng bây giờ chẳng qua là một cái thể hiện của một cái cấu trúc dữ liệu mà các bạn có thôi ha. Và trong trường hợp này cái cấu trúc dữ liệu người dùng định nghĩa là class, được không nào? Rồi, đó là cái ý quan trọng đầu tiên. Cái terminology thứ hai mà chúng ta bàn tới đây là dữ liệu. Thì dữ liệu các bạn đã biết rồi, trong struct các bạn khai báo những cái trường dữ liệu với những cái thuộc tính, những cái kiểu khác nhau. Thì trong class cũng có y chang như vậy. Và thường đối với class chúng ta sẽ gọi nó bằng những cái tên như là trường nè, members nè. Tôi không có dịch từ này tại vì dịch ra nghe nó kỳ lắm. Attribute nè, những cái thuộc tính nè, properties nè.
Thì tất cả những cái thuật ngữ này nó đều tương đương nhau và nó tùy thuộc vào cái tài liệu mà các bạn đang đọc. Có thể là bạn đang đọc một cái tài liệu nào đó online hoặc là bạn đang đọc một cái sách nào đó, thì tùy thuộc vào cái sách đó hoặc là cái tài liệu đó mà họ dùng những cái thuật ngữ khác nhau, nhưng mà chung quy nó là trường dữ liệu, được chưa nào? Cái terminology thứ ba của chúng ta có đây đó là functions. Thì giống như tôi nói lúc nãy, chúng ta sẽ gọi nó là method, tức là phương thức, chứ không gọi là hàm, đúng không? Tại vì để phân biệt là hàm ngoài với lại cái hàm ở trong class, được không nào? Rồi. Như vậy thì để trực quan hóa cái khái niệm giữa lớp và đối tượng thì các bạn có thể dễ hình dung như các bạn đi vào một cái khu dân cư được quy hoạch đi chẳng hạn. Và ở cái khu đó nhà xây nhà nào bên ngoài nhìn cũng giống nhau hết. Thực ra là khi mà người ta xây nhà là người ta dựa trên một cái bản vẽ chính, và bản vẽ đó là bản gốc, nó gọi là cái blueprint. Hả? Thì xây lên thì cái khung nhà nào cũng giống như nhà đấy, nhưng mà khi mà bạn vào bạn sẽ thấy nội thất của mỗi căn nó khác nhau, rồi bày trí nó khác nhau vân vân. Tức là cái content bên trong nó có thể khác, giá trị nó có thể khác. Ví dụ như cái living room chỗ này thì màu xanh, chỗ kia màu đỏ, đúng không? Nhưng mà cái tổng thể cái structure của nó là từ cái blueprint mà ra, cho nên là giống nhau. Thì đó là cái trực quan hóa để cho các bạn dễ hình dung là cái khái niệm giữa object và class là gì. Thì cái này chỉ là cái kiểu dữ liệu thôi, được chưa? Và cái này mới là object nè, cái thể hiện thực sự nè, cái thực thể nó tồn tại nè, thì mới là object, được không nè? Rồi bây giờ thì khi chúng ta nói tới lập trình hướng đối tượng thì các bạn sẽ quan tâm nhiều đến những cái đặc điểm nổi trội mà lập trình hướng đối tượng cung cấp cho các bạn trong cái quá trình lập trình. Thì những cái đặc điểm nổi trội mà các bạn sẽ thấy mà cái kỹ thuật lập trình hướng đối tượng này nó cung cấp cho các bạn, đầu tiên đó là tính bao đóng, encapsulation. Tính bao đóng này thường được nhắc tới với một cái từ đơn giản hơn và dễ hiểu hơn, đó là tính che giấu dữ liệu. Thì che giấu dữ liệu có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn nhóm những cái thuộc tính của một cái đối tượng lại vào trong một class, đúng không nè? Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là bạn không muốn người dùng biết được bên trong cái đối tượng đó chứa cái gì. Hay nói cách khác là một người dùng bình thường khi nhìn thấy đối tượng thì họ chỉ biết là tôi sẽ tương tác với đối tượng đó bằng những cái cách nào thôi. Còn nội hàm bên trong tôi không chạm trực tiếp vô dữ liệu được. Thì cái đó gọi là tính bao đóng. Ha? Hiểu một cách đơn giản như vậy. Có nghĩa là gì? Đối với user, họ chỉ tác động được những cái phần nào mà tôi quyết định cho họ tác động thôi. Ha? Và tôi quyết định là anh tương tác với tôi như thế nào. Chứ còn tôi không có, thí dụ như bạn tưởng tượng bạn có một cái cấu trúc dữ liệu là sinh viên, và bên trong đó bạn có rất nhiều thông tin và bao gồm cả mã số sinh viên chẳng hạn. Thì khi mà tôi tạo ra cái đối tượng sinh viên đó thì đương nhiên là cái mã số sinh viên đó là cái số mà tôi gán. Như vậy khi bạn là user, bạn dùng cái đối tượng mà tôi tạo ra thì bạn không được quyền sửa đổi cái mã sinh viên đó. Đó là một cái quy tắc bất di bất dịch. Như vậy tôi sẽ không được phép để cho người dùng ở ngoài sửa đổi, gán cái ID của tôi vào một cái giá trị nào khác, được không nào? Thì đó là cái tính bao đóng dữ liệu mà các bạn sẽ thấy là nó giúp cho cái việc bảo vệ đối tượng nó chặt chẽ hơn trong lập trình hướng đối tượng. Cái đặc tính nổi trội thứ hai mà lập trình hướng đối tượng cung cấp cho các bạn đó chính là tính kế thừa. Kế thừa ở đây là gì? Các bạn định nghĩa cái class đó, cái cấu trúc dữ liệu đó tại cái thời điểm hiện tại, bạn nghĩ là nó ok. Nhưng mà đến một thời gian sau bạn nâng cấp cái phần mềm của bạn lên một phiên bản mới tốt hơn, mạnh hơn. Thì như vậy bạn có nhu cầu mở rộng nó. Nhưng mà bạn mở rộng nó không có nghĩa là bạn bỏ hết tất cả những cái cũ. Tại vì sao? Tại vì có những cái mà bạn đã lưu xuống file với cái định dạng những cái thông tin cũ, và bạn cũng có nhu cầu load lên những thông tin đó. Như vậy bạn chỉ mở rộng thôi. Như vậy thì khi tôi mở rộng cấu trúc dữ liệu ra, có nghĩa là tôi muốn thêm tính năng vào, nhưng mà tôi vẫn muốn kế thừa lại được những cái tính năng đã có sẵn trước đó. Đúng không? Như vậy cái tính kế thừa là một trong những cái đặc điểm cực kỳ quan trọng của lập trình hướng đối tượng. Cái điểm nổi trội thứ ba mà tôi liệt kê ở đây đó là tính đa hình, polymorphism.
Thì khi đã nói tới đa hình có nghĩa là gì? Khi các bạn thao tác trên các đối tượng thì tôi sẽ tùy thuộc vào cái đối tượng cụ thể mà tôi sẽ thao tác khác nhau. Được không? Chứ tôi không quan tâm là đối tượng đó thuộc cái lớp dữ liệu nào. Giải thích bây giờ cho các bạn thì nó hơi hơi khó hiểu, nhưng mà từ từ khi các bạn đi đến những phần sau tôi sẽ giải thích kỹ hơn về cái tính đa hình này. Nhưng mà đa hình là một trong những cái rất là mạnh, nó liên quan trực tiếp tới kế thừa và nó giúp cho các bạn giải quyết rất nhiều tình huống thú vị trong lập trình. Hả? Rồi, bây giờ thì các bạn nhìn qua cái tính bao đóng thì tôi có mô tả một cách chi tiết hơn cho các bạn ở phần này. Thì giống như tôi nói, các bạn đóng gói những cái thuộc tính có liên quan với nhau vào trong class. Đó là chuyện cơ bản rồi, không nói đúng không? Nhưng mà đối với user thì sao? Người dùng chỉ cần biết những cái phương thức nào mà bạn đưa ra bên ngoài thôi. Và dữ liệu mà bạn muốn cho người dùng thao tác thì bạn đưa ra. Còn lại thì bạn che giấu. Hả? Đó là gọi là tính bao đóng. Và những cái phương thức hoặc dữ liệu mà bạn đưa public ra bên ngoài thì chúng ta gọi nó bằng một cái thuật ngữ, đó là interface. Interface là giao diện đó, hả? Nó không phải là giao diện màn hình, nó giống như cái cách bạn tương tác với máy tính thì cái interface của các bạn chính là keyboard với lại màn hình, đúng không? Đó là những cái mà các bạn có về khái niệm về interface, là cái phương thức để giao tiếp in và out. Thì đối với user, khi user thao tác với lại object thì các bạn cũng thấy là thông qua những cái public method và data thôi. Chú ý ha, tôi nhấn mạnh cái chữ public. Được chưa? Như vậy thì những cái gì mà không public ra ngoài thì đương nhiên các bạn không biết, đúng không? Cái nào mà công bố thì mới biết. Rồi, như vậy thì đối với những cái vấn đề về bao đóng thì thường chúng ta sẽ nghe những cái từ nó tương tự, ví dụ như là che giấu dữ liệu hay là black box. Thì cái này tôi cũng không giải thích nhiều tại vì nó không có quan trọng nữa, lặp đi lặp lại thôi. Vậy các bạn đang nhìn thấy ở đây là một cái ví dụ cơ bản về quy tắc khai báo class. Thì các bạn sẽ thấy nó rất giống như là struct. Đầu tiên là các bạn phải có từ khóa class đã, cái này là bắt buộc, đúng không nào? Tiếp theo sau đó là bạn phải khai báo một cái tên lớp, class name. Class name thì bắt buộc phải có nhé. Định nghĩa class sẽ được bao đóng trong cái dấu đóng ở ngoặc này. Như vậy về mặt bằng chung là các bạn thấy là định nghĩa class giống cái định nghĩa struct rồi đó. Nhưng mà ở đây các bạn thấy một cái điểm mới so với cái định nghĩa struct mà tôi có giới thiệu các bạn lúc trước á, là chúng ta có một cái gọi là access specifier. Được chưa? Thì cái access specifier này là một cái chỉ thị để cho phép trình biên dịch biết là cái member này của các bạn á là public, private hay là protected. Hay nói cách khác là nó nói cho trình biên dịch biết là user có thể tương tác với những cái member này như thế nào. Được không? Đó. Có che giấu dữ liệu hay không? Có open cho người ta dùng hay không? Thì đây là một cái ví dụ cụ thể hơn từ cái cú pháp mà các bạn thấy hồi nãy. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái lớp này tên là rectangle. Các bạn có hai cái trường dữ liệu là width và height, và hai trường dữ liệu này được đặt tả trong cái gọi là access specifier private, có nghĩa là nó là riêng tư, nó được che giấu khỏi người dùng, tức là user bình thường không bao giờ thấy nó. Nhưng mà đương nhiên những cái hàm bên trong class thì có thể thấy. Như vậy thì những cái phương thức bên trong class này được định nghĩa và được định nghĩa theo kiểu là public, có nghĩa là bên ngoài có thể dùng được không? Vậy các bạn có phương thức là set width nhận vào đối số là double, set height nhận vào đối số là double, get width trả về double, get height trả về double. Và thêm một cái phương thức là get area tính diện tích và trả về double. Đơn giản đúng không nào? Vậy về mặt bằng chung là khá là giống với struct, chỉ có thêm phần ở những cái method mà các bạn có thể thao tác trên class thôi. Được không? Nếu như là struct thì các bạn sẽ thấy là ok, để lát nữa khi chúng ta qua những phần sau tôi sẽ giới thiệu ha. Để cho các bạn đừng có rối, các bạn tập trung vào class nữa.
Rồi, như vậy thì nói về class Access Specifier thì các bạn sẽ có, giống như tôi mới vừa nhắc sơ qua, chúng ta có ba cái Access Specifier: Public, Private và Protected. Thì Protected nó sẽ liên quan tới kế thừa, khi nào chúng ta nói tới kế thừa tôi sẽ giới thiệu. Còn về cơ bản ở đây chúng ta có Private và Public. Thì mặc nhiên khi các bạn khai báo một cái member trong class mà trước nó bạn không có xác định một cái access specifier nào hết á thì nó được hiểu là private, được chưa? Như vậy khi bạn khai báo một cái member là private thì ở bên ngoài không được truy xuất vào nó, ở bên ngoài không bao giờ có quyền truy xuất, không thấy luôn đó ha. Và nếu như bạn khai báo là public thì đương nhiên bên ngoài có thể gọi, có thể gán giá trị vân vân, được chưa nào? Rồi các bạn có thể nhìn thấy cái định nghĩa này trong một cái ví dụ cụ thể. Lát nữa tôi sẽ cho các bạn coi cái demo ha. Rồi ở đây chúng ta có một cái ví dụ cho các bạn biết cách định nghĩa cái hiện thực của một cái hàm trong class, hay nói cách khác là một phương thức trong class. Thì thông thường á, các bạn sẽ đặt cái prototype ở trong cái khai báo lớp, và các bạn sẽ định nghĩa cái hàm hay là cái method ở một cái chỗ khác. Tức là chúng ta thường chúng ta khi định nghĩa một cái class á, chúng ta sẽ tách biệt nó ra thành hai phần. Một phần là phần khai báo, declaration, và một phần là phần implementations. Thì khi các bạn hiện thực một cái method ở trong cái class thì các bạn sẽ phải dùng cái toán tử scope resolution operator này để xác định là gì, cái phương thức setWidth này thuộc về cái class là rectangle. Nó tương tự như cái cách mà các bạn gọi cin và cout khi mà không sử dụng namespace vậy đó, giống như là std 2.2. cin rồi std 2.2 cout, đúng không nào? Y chang như vậy. Nhờ hiểu cái vai trò của cái scope resolution operator này rất là quan trọng, đúng không? Chúng ta đã dùng nó một số lần rồi, các bạn cũng thấy cái vai trò của nó rồi. Như vậy thì ở đây tôi note lại cho các bạn thêm một cái vấn đề về khai báo và định nghĩa. Thì giống như tôi nói thì khi các bạn tạo ra class á, thì thông thường chúng ta phải tách biệt ra cái chuyện khai báo và định nghĩa. Lý do thì chắc các bạn đã được trải nghiệm trong cái việc chúng ta tạo thư viện rồi, nên tôi sẽ không nhắc lại nhiều. Chủ yếu là gì? Khi chúng ta khai báo một cái lớp thì chúng ta mong muốn là trình biên dịch biết là cái lớp đó nó có những thành phần dữ liệu gì và nó có những cái member function gì, để trình biên dịch có thể thực hiện những cái lời gọi cho nó đúng. Nhưng mà nó không cần biết tại thời điểm đó những cái phương thức đó được thực hiện như thế nào. Còn khi mà các bạn muốn hiện thực những cái phương thức đó thì các bạn sẽ đặt nó trong một cái phần hiện thực riêng ha. Thì giống như vậy thì các bạn sẽ thấy ở đây là thường chúng ta sẽ tách nó ra. Cái phần mà declaration thường là đặt trong file header, và cái phần về implementation á thì thường là đặt trong cái file CPP. Được không? Rồi. Thì đó là những cái cơ bản mà các bạn cần biết về về khai báo và định nghĩa. Thì thông thường đối với một cái class á, các bạn cũng sẽ thấy là các bạn cần phải định nghĩa ra những cái phương thức mà chúng ta thường hay thấy ai cũng nhắc tới, đó là set and get. Set là để cài giá trị cho những cái member mà bạn muốn cài giá trị. Get là để bạn đọc những cái giá trị đó ra ngoài ha. Tức là bạn ngăn không cho user tương tác một cách trực tiếp với những cái member data đó, mà các bạn muốn là gì? Kiểm soát cái việc đọc và ghi. Tại sao phải kiểm soát đọc và ghi? Tại vì nhiều khi á, các bạn cài một giá trị, ví dụ như là tôi nói bạn cho phép người ta set cái ngày tháng năm sinh của sinh viên đi. Như vậy thì một ngày đẹp trời các bạn thấy là user vô nhập cái ngày tháng năm sinh, bạn này sinh năm 2010 thì bạn thấy vô lý quá, tại vì bạn đó mới có 10 tuổi thì làm sao học đại học, đúng không nào? Thì những cái ràng buộc mà các bạn đặt ra khi mà cài giá trị cho một cái biến á,
sẽ được kiểm soát thông qua những cái hàm get và set như thế này. Thì nó sẽ giúp cho các bạn kiểm soát rất là nhiều cái vấn đề trong trong việc thao tác với object, và các bạn sẽ làm cho cái đối tượng của bạn nó chặt chẽ hơn, nó không bị lỗi nhiều trong cái quá trình vận hành. Thì đó là những cái ý cơ bản nhất.